Cúp điện, cúp điện tự tự chạy khi cúp điện bà con, nghe là bà con không có nhà, con câu vô cúp điện tự động nó chạy luôn, giống nhà yến rồi đó, tự động nó chạy luôn bà con, đỡ lắm, nó an toàn không bà con đừng sợ, trong nhà yến mà con đi đâu phải không, ghim đầu điện vô vô đây, còn ga ga bình thường, cúp điện tự động nó tự động đề chạy luôn, rồi lúc có điện tự động nó tắt luôn. Nó tự động ngắt thời gian cũng ngay 15 giây 20 giây đó, rất an toàn cho lưới điện máy lạnh tủ lạnh rồi đó. Rất an toàn nha bà con. Đây là máy phát điện tự hành, nghĩa là lúc cúp điện là máy tự động chạy luôn. Nhưng khoảng 15 giây nên nó rất là an toàn. Nó là mẫu nè, K850 nè. CCFG850. FG nghĩa FD, FD có nghĩa là máy dầu á. CCFD 850 nghe là máy dầu á, FD là máy dầu á. Rất an toàn nè, nó có hai chế độ tự động, chế độ thường. Thường bà con comment đây hết, chế độ tự động đây, đấu nguồn điện vô á, đồng hồ vô đó, rồi xài lại ra đây, xài chung cả nhà ở đây. Cứ cúp điện là khoảng 15 giây máy tự động đề, còn có điện khoảng 15 giây máy tự động tắt. Nó ngắt thời gian đó làm đỡ hư đồ hơn, giống như tủ lạnh máy lạnh nhưng mà con không được mở nguồn liền nha, cúp miệng mở liền liên tục ảnh hưởng, và để 15-20 giây mà con hãy mở. Mất điện dầu tự hành CFG FD 8500.